Chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn. Thì chắc các bạn cũng không xa lạ gì với các cái phích cắm như thế này. Nhưng ở trong cái phích cắm này thì nó chứa cái điều đặc biệt mà đôi khi các bạn không để ý. Ví dụ ở đây các bạn thấy là đây cái phích cắm ba cháo này, thì các bạn thấy cái cực này nó to hơn hai cực này và nó dài hơn hai cái cực này. Tương tự ở đây cũng vậy, các bạn thấy là cái cực bên này nó cũng vậy, nó cũng dài hơn hai cái cực này và nó cũng to hơn cái cực này. Thì vì sao là cái nhà sản xuất người ta lại chế tạo như vậy? Thì cái điều này nó liên quan đến cái an toàn điện. Thì ngay sau đây tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn vì sao người ta lại chế tạo như vậy. Thì đây các bạn thấy là đây là cái phích cắm công nghiệp của chúng ta, còn đây là các cái phích cắm dân dụng bình thường của chúng ta. Thì đa phần theo cái tiêu chuẩn của châu Âu á, thì người ta cái phích cắm thì người ta luôn luôn có cái cực nấu đất. Đây là cái cực nấu đất đi các bạn. Đây cũng vậy. Còn ở Việt Nam chúng ta thì ít chú ý đến cái an toàn điện. Việt Nam chúng ta thường có cái phích cắm thì đa phần là phích cắm hai cháo này. Ví dụ những hãng này như cái phích cắm này cũng vậy. Cái ổ cắm ta dùng thì cái ổ cắm cũng là ổ cắm hai lỗ. Đây là cái phích cắm ba pha A một pha trong công nghiệp đấy các bạn. Tôi sẽ giải thích là vì sao là cái cực này nó to hơn. Thì các bạn thấy là nó liên quan về cái an toàn điện. Thì ở đây nó có cái, các bạn thấy là khi chúng ta, các bạn ba cái cực này thì nó đấu xứng nhau. Nếu như mà chúng ta, các bạn biết là khi chúng ta cái cực lớn này là cái cực nấu đất này thì người ta sẽ nấu vào cái vỏ thiết bị. Nếu như chúng ta không để ý, nếu như mà làm nó ba cái cực này nó giống nhau thì chúng ta không để ý, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta cắm nhầm cái cực nấu đất này vào cái dây pha dây lửa, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như khi ta cắm vào thì cái thiết bị của chúng ta nó không hoạt động, mà khi ta xài vào thiết bị thì chúng ta sẽ bị giật. Đấy, thì ở đây các bạn thấy ở đây nó cũng tương tự như vậy, cái cực này nó cũng to hơn, cho nên là khi chúng ta có cắm nhầm thì cũng không cắm được. Đấy, ở đây là chúng ta phải cắm đúng cái chiều này thì chúng ta mới cắm vào được. Đây là cái cách nó để bảo vệ an toàn cho chúng ta, đó là khi chúng ta không thể cắm nhầm cái cực tiếp địa này vào cái dây lửa được. Đấy là cái thứ nhất. Còn lại là ví dụ như ở đây các bạn thấy là vì sao là người ta lại chế tạo nó to hơn mà không là nhỏ hơn. Giả sử như ở đây là nếu như các bạn chế tạo nó nhỏ hơn á, thì khi các bạn cắm vào thì các lỗ này thì nó như nhau, thì các bạn cắm vào á, thì khi chế tạo nó nhỏ hơn thì các bạn cắm vào thì là các bạn cắm vào được, cho nên là bắt buộc là người ta phải chế tạo nó to hơn. Rồi, cái thứ hai là cái cực này vì sao nó dài hơn, thì nó liên quan đến cái nó cũng là cái an toàn điện. Thì các bạn thấy là cái cực này á, cực này là nó dài hơn á, là khi chúng ta cắm cái phích cắm này vào thì cái tiếp địa nó sẽ được tiếp địa cho cái thiết bị trước. Giả sử như cái thiết bị của chúng ta nó bị chậm chập mà vỏ, mà chúng ta cắm vào mà cái nguồn điện này nó tiếp xúc trước, thì khi chúng ta rời vào thì vô tình chúng ta rời vào trong cái lúc cắm thì nó sẽ bị giật. Còn ở đây khi chúng ta cắm vào thì cái cặp tiếp địa này nó sẽ vào trước, cho nên là khi chúng ta cắm tiếp theo thì cái này nó dài hơn thì nó sẽ được cắm vào trước, thì khi chúng ta cái điện nó tiếp xúc vào á, thì cái thiết bị của chúng ta nó đã được nấu đất rồi, cho nên nó rất là an toàn. Và cái ý thứ hai nữa là khi chúng ta rút cái phích cắm này ra, thì khi chúng ta rút phích cắm này ra nó cũng tương tự, có nghĩa là khi ta rút phích cắm ra thì cái điện nó sẽ được rút ra trước, và cái tiếp địa này nó vẫn còn tiếp địa được cho thiết bị, cho nên là nó sẽ an toàn hơn. Đấy là hai cái ý chính mà người ta chế tạo là cái phích cắm ba cháo này. Phích cắm có cái dây có cái cực tiếp địa này thì nó dài hơn hai cái cực cấp nguồn này và nó to hơn, thì để chúng ta khỏi cắm nhầm. Rồi nếu này nó nhỏ hơn thì chúng ta cũng có thể cắm vào được, thì nó rất là nguy hiểm. Đó, đấy là hai cái nội dung chính và vì sao người ta chế tạo cái phích cắm này thì nó như vậy. Còn ở đây các bạn thấy là cái phích cắm này thì là phích cắm ba cháo, thì thông thường á, thì chúng ta sử dụng cái ổ cắm hai cháo này, cho nên là chúng ta muốn cắm cái này vào được á, thì chúng ta phải có một cái đây cái phích chuyển này, nên là nó chuyển từ cái ổ 3 sang cái ổ 2. Thì ở đây các bạn sẽ cắm cái phích này vào.
đây cái thiết bị này, các bạn cắm vào trong cái phích này. Rồi, từ cái phích này các bạn cắm vào trong cái hệ thống điện chúng ta, trong ổ cắm điện chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng được cái phích cắm cái ba chân này. Ta muốn sử dụng thì ta sẽ chuyển về thành cái phích ba cháo này thành hai cháo. Và đa phần các bạn là khi chúng ta có cái phích ba cháo là chúng ta thường bẻ cái chân nấu đất đi, thì chúng ta không nên làm như vậy. Thì chúng ta sẽ mua một cái cục chuyển này, chúng ta sẽ chuyển đổi. Là khi chúng ta có cái chúng ta muốn xài ở trong cái hệ thống điện chúng ta mà nó có thiết bị an toàn á, thì chúng ta vẫn sử dụng cái phích này được. Còn ở trong cái phích hai cháo thì chúng ta sử dụng cái này để chúng ta chuyển thì nó hợp lý và nó thẩm mỹ hơn. Video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.